Hello, chúng ta bắt đầu bài hàm. Ở clip trước thì mình đã biết tại sao mình cần học rồi. Thế thì đến clip này mình sẽ cố gắng học thật là tử tế. Trong clip này thì tôi sẽ hướng dẫn các khái niệm cơ bản, những điều rất cơ bản để có thể sử dụng được hàm. Ví dụ như sau, mình cần nắm được cái gì trong bài hàm nhỉ? Thứ nhất này, hàm là gì, cấu trúc khai báo như thế nào, các cái phương thức để mà có thể sử dụng được hàm, truyền tham trị và truyền tham chiếu thì khác gì nhau. Chúng ta sẽ lần lượt đi từng kiến thức một nhá. Đầu tiên, hàm là gì? Nhiều trước ấy, mình biết tại sao sinh ra hàm rồi đúng không? Hàm thì bản chất là một đoạn chương trình để thực hiện một cái nhiệm vụ nào đấy, và cái nhiệm vụ này sẽ được sử dụng đi sử dụng lại ở nhiều chỗ khác nhau. Và khi có hàm ấy thì nó sẽ giúp chúng ta là khi mà viết lệnh ấy, nó sẽ nhanh hơn, và viết chương trình nó sẽ dễ hiểu hơn, việc gỡ lỗi cũng sẽ dễ dàng hơn. Và chương trình mà được cấu tạo từ các hàm ấy thì nó cũng sẽ dễ dàng bảo trì hơn. Các cái này thì mình đã biết từ cái video trước rồi, đây tôi chỉ nhắc lại thôi. Trong cái này, cái slide này, định nghĩa đầu tiên mình quan trọng đó là hàm là một đoạn chương trình được viết ra để nhằm thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nào đấy. Ok, vậy thì đấy là định nghĩa chung về hàm. Cấu trúc của hàm như thế nào? Cấu trúc của hàm bao gồm 3 thành phần cơ bản. Thứ nhất là kiểu dữ liệu mà hàm sẽ trả về. Thứ hai đó là tên hàm. Thứ ba là các tham số. Và cuối cùng trong cái dấu ngoặc nháy này là phần thân của hàm. Ok. Ví dụ đây là một cái hàm. Hàm với tên là square. Thì lưu ý trong cái ví dụ này nó không biết kiểu dữ liệu trả về. Thế nhưng mà trong các ngôn ngữ lập trình sau ấy, thì nó sẽ là yêu cầu rõ ràng quy định kiểu dữ liệu trả về. Do vậy là tốt nhất. Cái này trong C viết như này để thấy rằng trong C có thể viết được, nhưng mà tốt nhất là không biết nên viết như thế. Nên viết có kiểu dữ liệu trả về. Ví dụ inter square mở ngoặc inter x thì có nghĩa là inter trước là kiểu dữ liệu trả về, square là tên hàm, inter x đây là tham số truyền vào, truyền vào một tham số đặt tên tạm thời đó là x. Cái x này có giá trị ở bên trong cái hàm này. Còn inter là kiểu dữ liệu. Còn phần này là gọi hàm square là y này. Y với cái x nó có liên quan gì đến nhau? Y và x có liên quan gì đến nhau? Y là về kiểu dữ liệu inter x. Nếu mà quy định là kiểu in thì giá trị truyền vào cũng là kiểu in. Còn tên thì có thể khác nhau. Đây là tham số, tham số truyền vào hàm và nó có ý nghĩa trong phần này. Còn đây là cái giá trị mà sẽ được truyền cụ thể vào. Cái này nói chắc các bạn hơi khó hiểu đúng không? Thì nữa đến demo thì sẽ hiểu chi tiết hơn. Chỗ này mình hiểu cái gì, mình cần nhớ cái gì. Mình cần nhớ là thứ nhất khai báo một hàm như nào. Thứ hai là ở đây cái đối số quy định kiểu dữ liệu như nào, có bao nhiêu đối số. Thì khi mà gọi hàm, chỗ này đoạn này là đoạn gọi hàm, thì mình phải có bấy nhiêu đối số và cùng kiểu dữ liệu. Chỗ này cái quy định kiểu dữ liệu là inter, chỗ này cái biến truyền vào giữa cũng phải inter. Tên thì có thể khác nhau, bởi vì đây là giá trị thực, còn đây là giá trị mà mình để mô phỏng thực tế là để mình viết hàm ra. Ok. Và khi mà thực hiện xong ấy, mình mà muốn trả về kết quả, tức là xem cái kết quả thực hiện của cái hàm này thực hiện là bao nhiêu, thì mình sử dụng return g. Ok, return cái gì thì mình không tính. Returns kiểu dữ liệu của hàm thì ví dụ như tôi nói, tức là nó trong C thì có thể không biết cũng được. Về sau thì lệnh return nó sẽ tự hiểu, nhưng mà nên viết để các cái ngôn ngữ sau mình có sự thống nhất trong cái tư duy lập trình của mình. Tức là khi mà viết một hàm thì mình quy định ngay cái kiểu dữ liệu trả về. Khi mà thực hiện gọi hàm thì mình viết tên hàm và cộng theo cái dấu ngoặc nháy. Trong dấu ngoặc tròn này tức là các cái giá trị mình sẽ truyền vào. Ví dụ ở đoạn này là mình khai báo hàm đã address. Ở trên này mình gọi hàm. Khai báo hàm có dấu nháy để viết block code. Đây còn gọi hàm thì không cần, chỉ viết tên hàm cộng dấu nháy. Cái nguyên mẫu hàm thì viết một nguyên mẫu hàm, tức là ví dụ mình khai báo cái hàm này bao gồm
Đây ví dụ tôi khai báo nguyên mẫu hàm, hàm nói tên ABC, kiểu dữ liệu trả về là cha, giá trị tham số truyền vào bao gồm hai tham số là x và y, x là kiểu dữ liệu in, y kiểu dữ liệu in. Đấy. Đấy. Okay. Khi mà dùng đến hàm thì mình có các biến, đó là biến cục bộ, rồi tham số hình thức, rồi biến toàn cục. Biến cục bộ tức là chỉ sử dụng bên trong cái hàm đó thôi, tức là ra ngoài hàm biến nó không có ý nghĩa. Tham số hình thức có nghĩa là giống như cái chính là cái tham số vừa mình truyền vào hàm, tức là nó chỉ có ý nghĩa trong việc định nghĩa hàm và hoạt động như một biến cục bộ bên trong hàm đó. Cái này mà có thể nói đây các bạn chưa hiểu thì bình thường thôi, tí nữa demo mình sẽ hiểu. Bây giờ cứ xem trước các cái phần này để mình biết là kiến thức nó bao gồm những phạm trù kiến thức nào đó. Biến toàn cục tức là được khai báo bên ngoài tất cả các cái hàm và giá trị tồn tại trong suốt quá trình thực thi của chương trình. Cái lớp lưu trữ này thì các bạn quy định cái thời gian sống của biến và phạm vi của biến sẽ dựa vào đây để xác định. Cái này các em đọc thêm cuốn sách, nó có 3 loại, 4 loại các bạn: auto, external, static và register. Gọi hàm thì có hai cách gọi hàm để truyền giá trị, một cái là truyền tham trị, hai là truyền tham chiếu. Truyền tham trị tức là mình truyền giá trị trực tiếp nó vào, truyền giá trị trực tiếp vào một trong một hàm. Còn truyền tham chiếu thì truyền tham trị đây chẳng hạn, ví dụ khi tôi định nghĩa một cái hàm, đây là tôi khai báo một nguyên mẫu hàm là swap. Ở dưới đây tôi định nghĩa cách thực hiện hàm swap. Khi mà tôi gọi, tôi truyền tham số x và y. X và y đây là 19 và 5, đây là truyền tham trị, tức là truyền ví dụ cụ thể là tham trị. Đấy. Còn truyền tham chiếu, truyền tham chiếu tức là truyền giá trị về địa chỉ. Đấy. Địa chỉ tức là truyền tham chiếu. Tham chiếu tức là gì? Truyền địa chỉ. Đấy. Thực sự trong bộ nhớ của một khối số. Đấy. Ví dụ đây này, cũng hàm swap vừa rồi, nhưng mà bây giờ tôi không phải định nghĩa x y nữa, mà tôi là AB. AB đây có khác gì? Không phải là khác x với y, khác với AB là tên, mà khác là khác sự dấu sao này. Tức là vừa rồi là sử dụng hàm là biến thông thường, còn đây là biến con trọ sao A, sao B, sao A, sao B, sử dụng biến con trọ. Và x và y tức là địa chỉ của biến x, địa chỉ của biến y. Đó. Tức là truyền vào đây là cái giá trị con trọ này, con trọ này, và đây mình gọi vào phải truyền địa chỉ. Đấy, địa chỉ đây đó. Ok, và trong các cái hàm ấy thì hàm nó có thể gọi lồng nhau được. Một hàm trong hàm ví dụ như main gọi hàm này, trong hàm này để gọi các hàm khác, các hàm có thể lồng nhau được. Đấy. Con trỏ hàm thì các bạn đọc thêm ở trong sách. Vừa rồi là tức là tôi trình bày toàn bộ các cái phần kiến thức cơ bản về hàm, tuy nhiên là đấy là một cách để mình tổng quan rất đơn vị kiến thức gì mình cần, có thể là mình chưa hiểu lắm thì các bạn hãy xem demo, sau đó xem demo xong các bạn lại tiếp tục quay lại phần hàm này thì chắc chắn là các bạn sẽ hiểu. Quay đi quay lại xem, sau đó xem demo, demo xong quay lại lý thuyết một vài lần, như vậy vẫn không hiểu thì gặp tôi sẽ giải thích cho. Ok, thank you, see you again, stop.